Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xác định đường kính của cái đĩa tỉ trọng trong cái máy lọc Via Westphalia cái model của chúng ta là OSD691067. Thì như trong cái bài trước mình đã nói về cái công dụng của cái đĩa tỉ trọng của chúng ta là phân chia giữa cái pha nước và pha dầu trong máy lọc. Để xác định được cái đường kính của đĩa tỉ trọng thì chúng ta phải biết được cái giá trị về tỉ trọng của cái loại nhiên liệu hoặc là lube oil cần phải được làm sạch và cái nhiệt độ khai thác của máy lọc của chúng ta. Thì để có được cái giá trị tỉ trọng thì chúng ta dựa vào cái BDN lúc chúng ta nhận cái loại nhiên liệu cũng như là dầu trên tàu của mình thì sử dụng cái máy lọc này cho cái lúc oil. Là loại lúc oil của chúng ta là Navigo TPL 3040 có cái tỉ trọng là 15 độ C là 0,908 và cái nhiệt độ khuyến cáo để sử dụng trong quá trình lọc là khoảng 91 độ C. Thì ứng với một cái máy lọc khác nhau thì chúng ta sẽ có một cái bảng xác định cái đường kính của đĩa tỉ trọng, nó phụ thuộc vào cái lưu lượng của máy lọc. Thì mình có scan trong cái manual chúng ta cái bảng xác định đường kính của đĩa tỉ trọng đây cho chúng ta dễ xem. Thì trên cái biểu đồ này chúng ta cái đường nằm ngang chúng ta là cái đường về nhiệt độ, về độ C hoặc là độ F trên và dưới, và cái đường thẳng đứng của chúng ta đó là đường về tỉ trọng. Thì trên cái biểu đồ này chúng ta sẽ thấy mấy đường nét đứt ở đây là đường xác định về tỉ trọng thay đổi theo nhiệt độ, đây là đường này của chúng ta, là đường về density temperature là tỉ trọng thay đổi theo nhiệt độ, và cái đường tiếp theo là những cái đường liền đậm đây thì mình không cong. Đây là những cái đường giới hạn về cái đường kính của đĩa tỉ trọng. Từ cái BDN chúng ta biết được cái tỉ trọng của lúc oil chúng ta là 0,908. Thì đây chúng ta có tỉ trọng 0,91, 0,92 ở 15 độ C, 0,908. Chúng ta nó gần 0,91. Chúng ta xác định được cái điểm này là tỉ trọng ở 15 độ C. Thì tiếp theo chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng xuất phát từ điểm này song song với cái đường về tỉ trọng thay đổi theo nhiệt độ. Rồi tiếp theo dựa vào cái nhiệt độ lọc chúng ta ở đây là 91 độ, chúng ta sẽ có được cái điểm 90 và 100 độ, 91 độ ở đấy bạn này. Thì từ giá trị 91 độ này chúng ta kẻ một đường thẳng 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 xuống, nó sẽ cắt cái đường tỉ trọng thay đổi theo nhiệt độ tại một vị trí đây. Thì đây sẽ là cái điểm làm việc của chúng ta. Thì từ đây chúng ta xác định được cái tỉ trọng là cái nhiệt độ 91 độ của lúc oil nó là 0,86 kg trên 1 lít. Mình sẽ đánh dấu cái điểm này gọi là điểm A, là điểm A của chúng ta. Thì từ cái điểm A này các bạn sẽ phải xác định cái điểm A này nó nằm trong cái giới hạn của đường kính đĩa tỉ trọng nào. Như mình nhìn thấy đây, điểm A
nó sẽ nằm trong cái giải là phi 70, như vậy là đường các bạn sẽ chọn được cái đĩa tỉ trọng của chúng ta có đường kính trong là 70 mm. Thì trong cái điều kiện khai thác thực tế thì trong quá trình làm việc của lúc oil thì chúng sẽ lẫn những cái tạp chất dẫn đến cái tỉ trọng của nó sẽ thay đổi. Đấy là cái điểm A của chúng ta ở đây, nó sẽ thay đổi, thường là nó sẽ bị nặng hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định cái tỉ trọng của chúng ta, cái điểm A này sẽ di chuyển lên. Hoặc là quá trình khai thác chúng ta có bị lẫn nước ở trên đường dầu ra, có nghĩa là đường kính của cái đĩa tỉ trọng của chúng ta đã quá lớn, thì chúng ta phải chọn cái đĩa tỉ trọng có cái đường kính nhỏ hơn ở cái bước tiếp theo. Ở đây chúng ta là phi 68. Đấy là cái cách xác định đơn giản cái đường kính của đĩa tỉ trọng cho cái máy lọc của Westphalia.